Bài lão, tu la tràng, đấu trí đấu dũng, quỷ dị, khắc su ru văn hóa, bệnh kiều nói chuyện phím nhóm, tử vong hồi hộp hồ, ta, kỳ dạ, yêu đương ngu ngốc, cao thủ thông quan, chén thánh hình người, ma sư thẻ bài. Kỳ dạ vô cùng thích chơi trò giải đố tình yêu có chứa hắc ám quỷ dị. Nhưng hắn chơi những trò chơi yêu đương này cũng không phải vì cùng nhân vật đáng yêu bên trong nói chuyện yêu đương. Phụ nữ hay gì đó. Chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thông quan, rút thẻ của hắn mỗi một lần chơi hắn đều sẽ bắt đầu đem mị lực của mình kéo đây trong trò chơi xinh đẹp nữ chính đối với hắn mà nói chính là cung cấp manh mối người công cụ mà thôi gặp một người trêu chọc một người độ hảo cảm gì gì đó hoàn toàn không thành vấn đề thua một chút là được rồi nhưng ở một ngày nào đó hắn phát hiện chính mình chơi qua trò chơi nữ chủ toàn bộ hàng lâm đến bên cạnh hắn đây vốn là một chuyện vui vẻ nhưng khi những nữ chính này hóa thân quỷ dị, trên mặt mang theo biểu tình vặn vẹo. Hắn mới hiểu được đây không phải là một chuyện tốt. Lần này các nàng sẽ lấy bệnh kiều tư thái toàn diện xuất kích, đem hắn vĩnh viễn chiếm cứ ở bên người mình. Kỳ già đối với việc này biểu thị. Một vợ một chồng, có thể thở được. Nhất phu đa thê, mạng nhỏ quy tây. Cố chấp, sai đao, vặn vẹo, giam cầm, mê muội sự chiếm hữu trong lòng trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Nếu không chiếm được, như vậy liền đem hắn hủy diệt. Lại nhìn kỳ dạ như thế nào vận dụng trí tuệ của mình một lần nữa công lực những này đáng sợ quỷ dị nữ chủ. Tìm kiếm sự thật về thế giới này. Chương 1 Ngược sát cặn bã nam chát gờ rút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 chữa trị trò chơi, bụi gai quỷ tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Giữa chúng ta tràn buộc, hoa bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Bụi gai quỷ tâm 2 chấm không mở ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 5 Phong bạo phía trước ấm áp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Ru hai thăm dò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Mẫu nữ tương kiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Phi pháp xâm nhập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Kinh khủng tội phạm giết người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Vượt lên trước một bước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét